học kỳ này, các bạn sẽ phải nắm những cái kiến thức rất căn bản về phương pháp làm việc có tương tác, làm việc nhóm, cách thuyết trình. Về chuyên môn, các bạn phải nắm những cái quy luật trong thiết kế, về màu sắc, những ngôn ngữ quan trọng, về hình ảnh, bố cục, tác động như thế nào đến những cái sản phẩm mà các bạn sẽ thực hiện sau này. Các bạn sẽ phải học kỹ về thương hiệu và những cái sản phẩm của nó để mình ứng dụng cho bài đồ án học kỳ. Ngoài lý thuyết, các bạn sẽ phải thực hành những cái môn về software trên máy tính. Bạn học về xử lý ảnh bằng phần mềm Photoshop, bạn học InDesign cho layout và thiết kế, bạn học Lightroom. Thì đó là những cái môn căn bản trong học kỳ 1 các bạn sẽ phải học trên máy tính ngoài lý thuyết.